Theo chân Cần Thủ Văn Minh. Đi chiếc nào thôi em? Mùa này nước nó tỉnh hình lẫn 80-60 cũng được. Bắt đầu ra cần. Trước mặt là cầu treo Thanh Sơn, đỉnh Quán Đồng Nai, bắc qua sông Đồng Nai. Không lo mất, tôi thì không ăn tay ra. Và anh hát như người thành công cũng cần gì trong
chốt quá. Cá chốt. Hey, chú ơi mới đẻ. Thả đi Đức ơi. Để đừng. Cứ bỏ cho anh đi. Muốn chơi trời đầy. Muốn chơi trời đầy. Cái thẻo câu xong này là thẻo đơn trì xuyên tâm. Khóa, khóa lưỡi. Lưỡi tóm sẵn. Mồi là trùng hổ, trùng xoắn. Lưỡi tóm sẵn một mớ ở nhà vì câu này hay bị mất lưỡi lắm. Dài quá, cá nó bị đó. Đầu nó ngoáy ngoáy là gì? Lên cá, cần mới lên cá. Nó vip. Hay quá luôn. Chuyên gia Trần Thủ lại lên cá. Đây là cá lăng. Nước ứ rộng lên nước. Quay lại cho anh em coi coi. Chứa mình quấn cái bèo chặt.
nó đưng đưng nghi à. Lưỡi to quá nuốt không được. Con này toàn chặt mới đẻ không biết. Ừ, cục. Toàn chặt mới đẻ. Thank you.